Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, những phát ngôn để đời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ sưu tập chưa đầy đủ những câu nói nổi tiếng của ông Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc từ lúc lên nắm chính quyền. Nhà báo mạnh kim một người có ấn tượng mạnh mẽ và sâu sắc về trí tuệ, tự tin, anh và quán triệt về đặc tính vùng miền của ông Thủ tướng. Việt Nam KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã bỏ công sưu tập những câu nói của ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc trong những lần ông Thủ tướng vi hành các tỉnh thành trong cả nước. Nhà báo Mạnh Kim viết Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn có tư duy địa lý vì ông định tính cho nhiều vùng đất những thuộc tính khác nhau. Ông có thể không là nhà kỹ trị với tư duy 4.0 như được kỳ vọng nhưng ông hẳn nhiên là một bộ óc địa lý hóm hình và luôn nhìn tương lai với ánh mắt lạc quan và vượt qua khả năng tưởng tượng. Ông nhìn xuyên suốt từ Bắc xuống Nam, từ Thanh Hóa đến Đồng Bằng, sông Cửu Long, từ Tây Nguyên xuống đến Khánh Hòa. Ông dường như cũng thích khái niệm cô gái đẹp ngủ quên và ông cũng bị nỗi âm ảnh không dứt bởi Singapore, Hồng Kông. Ông đã nhắc đến điều ấy dăm ba lần và ông vừa thích đầu tàu vừa mê thủ phụ việt nam là phải là thủ phủ tôm của thế giới thanh hóa là một việt nam thu nhỏ tây nguyên là nóc nhà đông dương là vùng cao về địa lý thì không thể và không nên ở vùng trũng giáo dục của cả nước khánh hòa là hình mẫu của một chính quyền đối thoại nghệ an phải là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài hà tĩnh thanh hóa cực tăng trưởng mới. Bắc Ninh phải là thủ phủ sản xuất điện tử sáng tạo của châu Á và thế giới. Tây Nguyên là cô gái đẹp đang ngủ quên. Quảng Nam phải trở thành một tỉnh giàu có toàn diện. Bình Dương phải trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước. Bình Dương phải là thủ phủ của nông nghiệp và công nghiệp cao. Cao Bằng phải là một hình mẫu vượt khó vươn lên thoát nghèo ninh bình phải được xây dựng thành một trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế bình thuận phải trở thành trung tâm năng lượng sạch của việt nam hà nội phải là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thành phố hồ chí minh phải là hòn ngọc chiếu sáng viễn đông đà nẵng phải là thành phố độc đáo độc nhất vô nhị trên toàn thế giới đà nẵng phải phát triển như singapore và hồng kông hải phòng phải là đầu tàu quan trọng của cả nước ninh thuận là Tây Á thu nhỏ của Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long phải là nền công nghiệp thông minh. Long An phải trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Vĩnh Phúc sẽ vươn lên trở thành một đầu tàu kinh tế. Quảng Ninh là đầu tàu kinh tế của cả nước. Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của vùng. Phú Yên như cô gái đẹp ngủ quên. Trước đây và mới đây nhất là một câu phát ngôn của ông vừa khùng vừa điên. Trước đây sau năm 1975 một thời gian dài người ta nói nếu như cái cột điện biết đi thì nó sẽ chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì nếu cột điện ở bên Mỹ biết đi thì nó sẽ quay về Việt Nam. Chắc chắn trong thời gian tới ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam còn đi nhiều và sẽ còn những câu nói để đời. Vì vậy bộ sưu tập này chưa hoàn chỉnh và sẽ còn cập nhật trong những thời gian tới trong trong thời gian gần đây dư luận và cộng đồng mạng liên tục được nghe được xem những phát ngôn của các lãnh đạo từ lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước, chính phủ tới bộ, ngành, địa phương. Những phát ngôn của lãnh đạo đều tạo ra sự giận dữ, bức xúc hoặc thành những trò cười cho người dân. Đình hình gần đây nhất là ông Thủ tướng Klamaver Nguyễn Xuân Phúc đã có một câu như sau. Trước đây sau năm 1975, một thời gian dài người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì nó sẽ chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ quay về Việt Nam. Ngoài ông Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc thì còn nhiều các nhà lãnh đạo Việt Nam khác cũng có những câu phát ngôn ngô nghê chứng tỏ sự thiếu hiểu biết thực tế của cuộc sống. Thậm chí thiếu những kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực những người đó đang làm nhiệm vụ lãnh đạo không thể kể hết được những câu phát biểu của giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam khi mà nhắc tới, không ai không tức giận hoặc bật cười. Câu hỏi đặt ra là tại sao những lãnh đạo Việt Nam lại có những phát ngôn như vậy, tức là thiếu sự hiểu biết, thiếu đến thiếu thực tế đến mức ngô nghê. Câu trả lời đầu tiên chung nhất vẫn là hệ thống chính trị ở Việt Nam là một hệ thống trị chính trị áp đặt không hề xuất phát từ thực tế cuộc sống từ nhu cầu thực sự của người dân những người lãnh đạo không biết không nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân mà chỉ biết được những thông tin từ chính hệ thống cai trị của mình nếu hệ thống chính trị được thiết lập và vận hành dựa trên nguyện vọng nhu cầu của người dân nếu lãnh đạo được người dân thực sự bầu ra họ sẽ biết sẽ nắm được thực tế và tâm tư nguyện vọng của nhân dân và họ sẽ không bao giờ có những phát ngôn kỳ quặc như từ trên trời rơi xuống như vậy được. Như vậy hệ thống chính trị vận hành dựa đưa được đưa ra những thông tin của nó khác với thực tế hoặc sống mà người dân đang thực sự nếm trải và chịu đựng. Chính vì vậy, các phát ngôn của lãnh đạo thường không ăn nhập gì với thực tế cuộc sống của người dân, dẫn tới sự phẫn nộ và hài hước của người dân khi nghe lãnh đạo phát biểu thứ hai những lãnh đạo hiện nay không hề quan tâm đến những thực tế diễn biến trong các ngành nghề lĩnh vực mà họ đang quản lý lãnh đạo chính vì không quan tâm nên họ không hề tìm hiểu không hề muốn biết sự thực sự những nội dung diễn biến đối tượng mình đang quản lý lãnh đạo lý do là sự thăng tiến việc nắm giữ quyền lực quyền lãnh đạo của họ không hề phụ thuộc và liên quan tới những hiệu quả công việc thước đo rõ ràng chuẩn mực cho những ngành nghề lĩnh vực đó sự thăng tiến, nắm giữ những quyền lực mà họ phụ thuộc vào những tiêu chí khác và họ chỉ tập trung vào những tiêu chí để có thể thăng tiến và nắm giữ quyền lực cho mình mà thôi. Đó là việc quan hệ, việc kiếm tiền để mua và nuôi các mối quan hệ, xây dựng ekip vây cánh để vượt qua các kỳ bỏ phiếu, việc đấu đá để loại bỏ đối thủ. Thứ ba, việc sử dụng luân chuyển cán bộ không đặt trọng tâm vấn đề chuyên môn mà chỉ quan tâm đến yêu cầu chính trị và phe cánh dẫn đến các lãnh đạo không có chuyên môn cũng là lý do quan trọng, lãnh đạo không hiểu biết, thiếu thực tế trong ngành nghề, mọi lĩnh vực quản lý lãnh đạo. Việc cán bộ không có chuyên môn lãnh đạo các ngành nghề lĩnh vực phổ biến ở tất cả các ngành, các cấp và các địa phương. Chỉ cần có mối quan hệ, chỉ cần đủ tiền mua các chức danh, chỉ cần tốt nghiệp chính trị cao cấp là cũng có thể lãnh đạo bất cứ ngành nghề lĩnh vực nào. Có nhiều người đặt vấn đề tại sao những người thiếu kiến thức ngu dốt như vậy lại làm lãnh đạo. Hệ thống chính trị Việt Nam không hề thiếu người tài giỏi. Câu trả lời là hệ thống toàn trị mà Đảng Cộng sản Việt Nam át đặt từ năm 1945 ở miền Bắc và sau 1975 tại phạm vi cả nước. Nếu chưa hiểu được về hệ thống toàn trị thì không bao giờ chúng ta lý giải nổi câu nói vừa nêu ra. Hệ thống toàn trị đã tạo ra một bộ máy khổng lồ nghiền nát tất cả những sự phản kháng của người dân, phát hiện và vô hiệu hóa các liên hệ kết hợp của người dân. Toàn bộ hệ thống này chỉ có mục đích duy nhất là duy trì độc quyền lãnh đạo của Đảng, khai thác tài nguyên đất nước và bóc lột nhân dân để tồn tại. Phương pháp để áp đặt sự thống trị là khủng bố bạo lực và dối trá. Giai đoạn duy trì sự thống trị sau này, khủng bố và bạo lực giảm bớt thì thủ đoạn và dối trá được dùng như cẩm nang đối phó với nhân dân. Đối với phương thức duy trì sự thống trị của Đảng như vậy, những người có năng lực, đạo đức đều không thể tồn tại trong môi trường cộng sản. Thay vào đó là những kẻ tham lam, ngu dốt nhưng lại nhiều thủ đoạn và tàn ác. Đó chính là cái nguồn nguyên dẫn đến việc những lãnh đạo không đủ tâm, đủ tầm vận hành trong một bộ máy thống trị người dân. Trong quá trình bào thai con người phát triển 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ trước khi sinh ra sẽ phải chịu rất nhiều tác động của thời tiết, khí hậu, môi trường, thực phẩm, các chất dinh dưỡng của người mẹ cung cấp cho bào thai. Vì vậy nếu chịu một sự tác động nào đó thì bào thai sẽ có những biến đổi không bình thường. Các bệnh về thiểu năng trí tuệ, bệnh đào vân vân làm cho con người sau khi sinh ra sẽ phải chịu một số khuyết điểm nào đó. Về phát biểu của Thủ tướng Klmv Nguyễn Xuân Phúc trong buổi thảo luận với các đại biểu Quốc hội về các vấn đề kinh tế xã hội của Việt Nam, Thủ tướng Phúc nói rằng nếu cột điện ở Mỹ mà biết đi, nó sẽ về Việt Nam. Cần phải hiểu câu nói này của Thủ tướng Phúc trong ngữ cảnh ấy, nghĩa là những người khuyết tật thường có những lúc phát ngôn không bình thường. Ngược dòng thời gian chúng ta sẽ thấy đã rất nhiều lần Thủ tướng Phúc phát biểu không được bình thường. Khi đi thăm các tỉnh, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc dùng hai chữ đầu tàu để nói về các địa phương này phải là đầu tàu cho sự phát triển của khu vực. Và đã rất nhiều lần hai chữ đầu tàu được dùng nhưng đến nay chưa thấy cái nào nhúc nhích cả. Sáng 30 tháng 1 năm 2020, tức mùng 6 Tết, tại lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn bắt hồ do tỉnh Yên Bái tổ chức, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu và đọc mấy câu thơ. Sông Hồng sóng quận Phù Sa, chảy xuôi Yên Bái, chia ra hai bờ. Mường lò đẹp đến sững sờ, khiến hồn lữ khách thẩn thờ miên man. Chập trùng dãy ruộng bậc thang, lúa xanh ống ả, bạc ngàn nhấp nhô. Cái hay ở đây là lẽ ra ông Phúc phải nói mấy câu thơ này là của tác giả nào, nhưng ông cứ tự nhiên đọc làm người nghe lầm tưởng mấy câu thơ này là của ông, chứ không phải là của tác giả Dung Nguyên trong bài thơ Tình yêu Yên Bái. Cái hay thứ hai là sông Hồng sóng quận phù sa chảy xuôi Yên Bái chia ra hai bờ. Sông nào mà chẳng có hai bờ, chứ đâu phải chỉ chảy ở về Yên Bái mới chia ra hai bờ, lẽ ra phải nói chia ra hai dòng mới đúng. Chưa hết, ngày 22 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về tình hình, triển vọng và các giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài, ứng phó với các thách thức toàn cầu do đại dịch virus Vũ Hán gây ra. Ông Phúc nói, Việt Nam phải thành lập tổ công tác đặc biệt đón đại bàng đến đẻ trứng. Kết quả là mấy chục doanh nghiệp của Mỹ đã rời Trung Quốc đều bay đi đâu mất mà chẳng có con nào chịu đến Việt Nam để đẻ cả. Kết quả là người Việt Nam đã đón hụt trứng đại bàng trong dịp này. Ngày 31 tháng 5 năm 2020 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị với các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm có thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang, Long An. Thủ tướng KLMV nói, thành phố Hồ Chí Minh và 7 tỉnh sẽ là bát giác kim cương vùng siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á và Đông Á. Hết đầu tàu rồi nay dùng đến kim cương mà không chỉ một kim cương mà đến bát giác kim cương hàng đầu Đông Nam Á và Đông Á nữa chứ. Thế mới ghê. Và nay Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc nói nếu cột điện Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam. Phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội chiều ngày 8 tháng 6 tại Quốc hội, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc nói, Trước đây, sau năm 1975, một thời gian dài người ta nói nếu cái cột điện biết đi thì nó sẽ chạy sang Mỹ hết. Còn bây giờ, thực tại nước Mỹ những tháng qua và nhiều nước khác thì nếu cột điện ở Mỹ biết đi thì nó sẽ về Việt Nam. Theo một báo cáo của Cao ủy tiền đạo Liên Hợp Quốc UNHCR xuất bản năm 2000 thì trong khoảng thời gian từ năm 1975 đến năm 1995 đã có 796.310 người từ Việt Nam vượt biên bằng đường biển đến các nước trong khu vực Đông Nam Á và Hồng Kông. Nhiều người trong số đó đã bỏ mạng trên biển không đến được bến bờ tự do, chưa nói hàng trăm ngàn người Việt Nam vượt biên bằng đường bộ sang Campuchia rồi đến Thái Lan xin tị nạn và được các nước đón đến nước của mình. Nay theo Thủ tướng Colombo và Nguyễn Xuân Phúc thì cột điện ở Mỹ muốn về Việt Nam chứ không biết những người Việt Nam đang sinh sống ở Mỹ có ai định về Việt Nam để hứng chứng đại bàng và hưởng nền y tế giáo dục đang đứng hàng đầu thế giới hay không. Không biết những phát ngôn này là của một người thiểu năng trí tuệ hay của một ông thủ tướng chính phủ của Việt Nam. Bài hát Nỗi hờn chưa nguôi được sáng tác tháng 10 năm 2019 để tưởng niệm 39 nạn nhân chết trong thùng xe đông lạnh. Xin được đăng lại để nhắc nhở những ai mắc căn bệnh mau quên rằng thì là người Việt Nam vẫn tiếp tục ra đi. Hết thuyền nhân rồi đến thùng nhân rồi phi cơ nhân như trường hợp 9 người tháp tùng chuyên cơ của bà chủ tịch quốc hội du lịch Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2018 bỗng dưng mất tích cho đến bây giờ. Chiều 8 tháng 6 ngày Thủ tướng nước ta phát biểu trước Quốc hội trong phiên thảo luận tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam 2019 và những tháng đầu năm 2020 nguyên văn của nó đã được nêu ở trên và lời nói của Thủ tướng lập tức gây bão mạng. Kẻ không biết suy nghĩ thì vỗ tay đồm đột, cười khoái chí khen hay. Người có chút suy nghĩ thì rụng rời chân tay vì lối phát ngôn cầu tạ hay nổ sảng của người đứng đầu chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thêm một lần nữa, Ngài Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc làm trò cười cho thiên hạ. Các comment tràn ngập trên các mạng xã hội mấy ngày qua là những diễu cợt. Trước đây đã có những biệt danh Thủ tướng CLMV, Thủ tướng Merge in Việt Nam, nay có thêm Thủ tướng Cột Đèn. Có người nói Cây cột đèn cũng muốn ra đi là của cố nghệ sĩ Hùng Cường, sau mấy chục lần vượt biên tới Mỹ. Cũng là người có quái kiệt Trần Văn Trạch chế ra câu này những lần biểu diễn văn nghệ tại hải ngoại. Dù tác giả là ai thì nó cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam và là bằng chứng cho sự thất bại toàn tập của chế độ xã hội chủ nghĩa trên toàn cõi đất nước Việt Nam sau năm 1975 lãnh đạo Việt Nam luôn né tránh sự bất an và thất bại này. Cố Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng đã nhiều lần gọi những thuyền nhân trốn chạy khỏi Việt Nam là thành phần xì ke, đĩ điếm, cặn bã của xã hội. Nay Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc dùng hai hình ảnh cây cột điện với mục đích ca ngợi những thành tựu của Việt Nam đạt được sau 45 năm giải phóng, nhưng cũng vô hình chung chấp nhận hiện tượng cột đèn cũng muốn ra đi sau 1975 là sự thật và ngày nay những cột đèn này muốn trở lại Việt Nam như Thủ tướng Ví Von hay không thì cần nhìn vào con số thống kê. Bộ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc United Nations Department of Economic and Social Affairs Ước tính từ năm 1990 đến năm 2015 có tới 2,6 triệu công dân Việt Nam rời đất nước đến sống ở một quốc gia phát triển hơn, tức trung bình mỗi năm có gần 100.000 người bỏ nước ra đi. Viện Chính sách Di cơ Marathon Policy thống kê cho thấy năm 1980 số người Việt Nam cư trú tại Mỹ là 231.000, năm 2000 lên đến 988.000 và năm 2017 đã là 1 triệu 343.000 người. Con số du học sinh mới nhất tại Student and Exchange Visitor Information System cập nhật tháng 3 năm 2019 là có 30.684 sinh viên Việt Nam học tập tại Mỹ ở tất cả các cấp tăng 3% so với tháng 8 năm 2018. Ngoài ra, hơn 90% du học sinh tìm cách ở lại Mỹ bằng cách này hay cách khác mà báo chí lề đảng nhiều lần kêu gào chảy máu chất xám. Chưa hết thử gõ Google thì sẽ biết bao nhiêu cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Mã Lai, bao nhiêu thanh niên thiếu nữ Việt Nam đi xuất khẩu lao động sang các nước tư bản, bao nhiêu người rời bỏ Việt Nam đi đoàn tụ gia đình ở nước ngoài, bao nhiêu người nhập cư lậu bất hợp pháp, vào các nước châu Âu, châu Mỹ để tìm kiếm cơm manh áo. Như vậy, những cây cột điện nào ở Mỹ sẽ muốn quay trở lại Việt Nam theo lời của Ngài Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc? Vài ngàn người đi du lịch qua Hoa Kỳ gặp chúng mùa dịch virus Vũ Hán không được thăm viếng đó đây. Kẹt lại quá lâu chán nản hoặc hết tiền nôn nóng muốn về. Trường học đóng cửa một số du học sinh chẳng biết làm gì ăn không ngồi rồi lâu quá hết tiền, nôn nóng muốn quay về. Một số du học sinh khác sang Mỹ không phải để đi học mà để đi kiếm việc làm, chờ cơ hội lập gia đình với công dân Mỹ. Nay vì các cơ sở thương mại đóng cửa không đi làm chui được nên hết tiền, nôn nóng muốn trở về. Còn cây cột điện nào ở Mỹ muốn về Việt Nam nữa hay không? Mong Ngài Thủ tướng liệt kê ra cho con số thống kê rõ ràng. Sau ngài Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc mau quên quá, mới tháng 10 năm ngoái 39 thùng nhân chết cứng trên xe đông lạnh trên đường vượt biên vào nước Anh làm rúng động thế giới. Linh hồn của 39 nam nữ thanh niên Nghệ An Hà Tĩnh đang giận không siêu thoát được vì lời phát ngôn hớ hênh của ngài, hớ hênh đến nỗi các nhà báo nhà nước không làm sao có thể lấp liếm được đành phải đục bỏ nguyên con lời vàng ngọc của thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc. Bài hát Nỗi hờn chưa nguôi được sáng tác vào tháng 10 năm 2019 để tưởng niệm 39 nạn nhân chết trong thùng xe đông lạnh. Xin được đăng lại để nhắc nhở những ai mắc căn bệnh mau quên rằng thì là người Việt Nam vẫn tiếp tục ra đi. Hết thuyền nhân tới thùng nhân rồi phi cơ nhân như trường hợp của 9 người tháp tùng chuyên cơ của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân công du Hàn Quốc vào tháng 12 năm 2018 bỗng dưng mất tích cho đến bây giờ. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi